Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Thì hôm nay mình tiếp tục quay trở lại cái vườn hoa giấy Phơm Tàn Dù. Phải nói là số lượng khủng nhất ở làng hoa giấy Tân Dương. Thì như quý cô chú anh chị em đã biết rồi, thì sau những cái clip và thông tin đài báo, thì so với những cái Tết thì ở Trợ Lách, tỉnh Bến Tre, làng hoa giấy Phú Sơn thì tầm ảnh hưởng rất là nhiều. Và sau khi những cái nắm bắt những cái thông tin đó thì quý cô chú anh chị em mình cũng đã thấy rồi, hoa giấy được trang trí mọi nơi, có nhiều màu sắc rất là đẹp. Thì sau những cái sau năm 2023 là Tết đó quý cô chú anh chị em, thì thấy cái vẻ đẹp của hoa giấy nên những năm nay thì phải nói cái sức hút của hoa giấy rất là nổi trội so với những cái dòng hoa kiểng khác á. Thì hôm nay mình chia sẻ với quý cô chú anh chị em mình một cái vườn số lượng khủng, sản xuất hàng ngàn cây dù như thế này, có đủ các màu sắc nha quý cô chú anh chị em, từ 4-5 màu cho tới một màu đơn. Thì đa số thì ghép những cái dòng ngũ sắc thái thôi. Như quý cô chú anh chị em đã biết rồi, hoa giấy thì rất là dễ chăm sóc ha, hoa quanh năm. Thì hoa giấy thì chịu cái sức khô hạn nha, không chịu mưa, mưa thì nó hay thường hay rụng hoa. Thì đây là một cái vườn dù phải nói sản xuất cái số lượng khá là nhiều, rất là khủng luôn. Thì trong năm cái dòng ngũ sắc á, thì nhà vườn đã phối lại với nhau 5 màu ngũ sắc, gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và trắng phớt hồng. Thì ngoài những cái cây dù 5 màu đó thì nhà vườn còn có ghép đơn, tách lẻ ra những cái màu, hoặc là 2-3 màu, thì tùy theo quý cô chú anh chị em mình yêu thích cái màu nào thôi. Ngoài những cái màu của ngũ sắc á, thì còn có tím tuyết nè, đỏ lửa, cam lửa, hoặc là sakura phớt hồng. Thì nói chung cái phơm dù thì được chào đón rất là nhiều do cái cây nó đẹp. Từ cái chỗ đó thị trường thiết yếu rất là cần những cái mẫu cây như thế này. So với những cái cây ghép đại trà, cái phơm tàn nó không đẹp. Thì vườn dù này cái số lượng phải nói là hàng ngàn gốc, có rất là nhiều mệnh giá, tùy theo cái giá quý cô chú anh chị em mình sưu tầm thôi. Tùy theo cái túi tiền của quý cô bác anh chị em mình. Như đây là một cây đỏ thái nè, thái đỏ ghép một màu. Đó. Thì cái lô này thì chiều cao dao động từ 1,5 m, từ đứt chậu lên cho tới cái tàn đó là 1,5 m nha. Cao từ 1,5 m cho tới 2,5 m. Tùy theo cái form. Đây, như cái dòng này là tím tuyết nè, siêu ba, siêu hoa quý anh chị em. Đó, quý anh chị em mình thấy ha, cực kỳ đẹp luôn, một cái màu đỏ. Thì quý cô chú anh chị em mình có nhiều, quý cô bác anh chị em mình á, mình có thể hợp với những cái màu phong thủy nào, thì từ chỗ đó nhà vườn sẽ sản xuất ra một màu đơn cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm để hợp với cái phong thủy. Tùy theo quý cô chú anh chị em mình hợp với màu nào, mệnh hỏa, mệnh thủy, nói chung là cái đó là trong những cái sách của phong thủy nha. Còn đối với mình chơi cây kiểng thì màu nào đẹp thì mình chơi thôi, không có đặc biệt nghiêng về những cái phong thủy nhiều quá. Có những cái cây phải nói rất là đẹp để mình đi lên phía trên. Và mình cũng xin chia sẻ với quý cô bác anh chị em mình, như một cái cây dù này khi mà quý cô chú anh chị em mình sở hữu á, thì nhà vườn đã làm sẵn rồi. Đây, như điển hình như đây nè, cái này là nhà vườn đã con tàn rồi. Thì sau mỗi một cái đợt hoa thì có nhiều quý cô chú anh chị em mình hỏi Pháp Thái là làm sao để có một cây dù đẹp như thế này để cho nó hài hòa. Thì sẵn cái dịp đây mình cũng xin chia sẻ luôn. Đó, đây là cái lô này đang con lại các con nào quý cô chú anh chị em. Tại vì thường nhà vườn sản xuất á, là người ta sẽ đi chiền hết đợt này lên tới đợt khác để có trong vườn nha. Và cái dòng ngũ sắc á, thì ngày hoa nó dao động từ 40 cho tới 35 cho tới 40 ngày khi mà mình cắt con tàn. Đây là một cây đã cắt con tàn rồi nè. Thì cái dù như thế này nhà vườn đã làm khung sẵn rồi. Thì người ta đã bệnh đặt tàn thì quý cô chú anh chị em mình cũng có thể mình sở hữu về. Thì khi mà mình sở hữu về là một cái cây nó như thế đó ha, phong tàn nó như thế này đi. Đó, thì quý cô chú anh chị em mình cũng tùy thôi, mình muốn con thì con, nhưng mà đặc biệt vô khung dù thì mình phải con, còn những cái cây tàn thả thì mình không con vẫn được. Nhưng mà phơm dù bắt buộc là mình phải con. Đây, nó khi mà nó ra tược như thế này thì mình sẽ cắt con lại, mình cứ lấy kéo mình xỏm cho nó theo cái sườn cái khung nè. Thì quý cô chú anh chị em mình cắt con đó thì mình vẫn tưới nước, mình đi phân bình thường. Đó, đây. Hiện tại những cái cây này thì nó, nhà vườn cắt con chắc cũng khoảng 5 tới 7 ngày nó đã ra đột như thế này. Có một số thì nó sẽ bắn nó đi bông luôn. Đây. Quý anh chị em mình thấy nè, nó sẽ tiếp tục nó ra đọt nó đi bông.
Còn đối với những cái cây mà còn tàn hơi thưa thì quý cô chú anh chị em mình cũng có thể mình bệnh thêm nha. Đây, lỡ như mình mua những cái cây mà cái giá nó rẻ chút nhưng mà nhà vườn bán thì người ta làm lên đủ chưa đủ tàn, mình muốn mua rẻ thì mình cũng có thể là còn hở tàn đó, thì những cái tược này mình có phải thể bệnh xuống như nè. Mình mua dây chì, dây kẽm, dây gút gì quý anh chị em đó, mình bệnh xuống như thế này nè. Thì sau những cái đợt mà mình bệnh thì cái tàn nó dày thì mình sẽ nó lên tược nữa thì mình sẽ con. Và đặc biệt cái dòng thái có cái là quý cô chú anh chị em mình biết không, mình không con, mình không cắt tỉa tàn thì nó sẽ tiếp tục nó đi, nó sẽ rớt một cái đợt hoa còn lại cái cuốn như thế này và nó tiếp tục, quý cô chú anh chị em mình vô nước mình đi phân thì nó sẽ tiếp tục nó ra thêm một đoạn nữa. Và quý anh chị em mình không con nữa thì nó sẽ ra một đợt nữa. Đây như cái này nè. Còn đối với những cái cây mà quý cô chú anh chị em mình bệnh cái tàn á, mình bệnh tàn á thì nó sẽ tức nó đâm trong cái nách ra luôn nha quý cô chú anh chị em. Đây như những cái nách này nè, quý anh chị em mình không cắt con, mình bệnh như vậy nó tức nó sẽ đâm lên những cái vàng lưng sống lưng trên này nè, nó sẽ ra hoa tiếp. Thì cái dòng hoa giấy ngũ sắc thì rất là dễ quý cô chú anh chị em. Đây như cái những cái tược này quý anh chị em mình, như cây này mình tàn mình có thể thúc lại đây nè đó. Thì hoa giấy cái dòng ngũ sắc thái á, thì nó hay thường hay bò, nó thường hay leo. Nên quý cô chú anh chị em mình đi thỉnh thoảng mình có thấy á, là nó sẽ leo lên vàng. Còn đối với những cái dòng siêu hoa thì nó không phục. Đây ví dụ như điển hình như dòng tuyết nè, dòng tím tuyết này và cẩm thạch tím tuyết thì cực kỳ sai hoa và dễ làm tàn nha quý cô chú anh chị em. Mình có thể kết hợp mình làm những cái dù, thì tùy theo quý cô chú anh chị em mình có nguồn nào thì mình làm cái dù nguồn đó thôi. Và khi mà mình làm được một cái cây dù như thế này thì đòi hỏi là mình phải cần phải có những cái đầu tư ban đầu, là mình phải dâm một cái phôi hoặc là mình đi mua. Nó dâm một cái phôi là mình giữ lại một cốt nó mới lên cây dù như thế này đẹp được. Thì mình làm một cái phôi á, thì từ ở trên ở dưới gốc này nó nâng lên, nó suông lên, nó thẳng lên, nó không bị những vết cắt hay là những cái tai cành đó, thì mình sẽ làm ra một cái cây dù đẹp thôi. Ở vườn này số lượng rất là nhiều quý cô bác anh chị em đó, mình có thể trang trí. Và có những cái cây khủng giá tầm bạc triệu và có những cây thì ta giá tầm vài trăm đó, thì tùy theo quý cô chú anh chị em mình sở hữu thôi. Và hôm nay cái vườn này phải nói là đang lung linh, thì mình muốn gửi tới quý cô bác anh chị em mình ha. Mình xem tham khảo đó, nó ra nào quý anh chị em. Thì những cái nhánh này quý anh chị em mình khi mà nó tàn nó rớt hoa quý anh chị em mình không con nó, mình bệnh vô vậy nó sẽ đâm lên những cái sống lưng nữa. Nó như cái cây này nè, hoa này nhà vườn chưa con thì nó tiếp tục nó sẽ ra một đoạn nữa quý anh chị em đó. Quý anh chị em mình thấy vườn số lượng bao la bạc ngàn luôn. Để mình tìm một cái đường mình đi vô thì mình sẽ quay từ trên cao cho quý cô chú anh chị em mình xem nha. Tại vì vườn này số lượng quá nhiều nên mình đi ở ngoài rìa nữa, ngoài bìa thôi, ngoài bìa vườn thôi. Mình không có thể xuyên vô trong, tại vì vô trong nó có hàng có lối á, mình phải đi cho nó hài hòa mới được. Quý cô bác anh chị em mình thấy cực kỳ một cái vườn, phải nói đó, cái lô này lô tím tuyết nè quý anh chị em. Tại vì để kế nhau á, mình phải đi mình phải chen vô. Đó, quý cô chú anh chị em mình thấy ha. Thì có những cái mẫu cây người ta ghép đại trà, người ta ghép người ta mua phôi về người ta ghép vô thôi, khỏi cần phải làm cái phơm tàn như thế nào. Thì đối với mình ở đây thì mình chơi á, thì mình phải cần có một cái cây đẹp. Thì nói chung hoa kiển á, thì vô giá quý cô chú anh chị em, tùy theo cái cây, tùy theo cái dáng và tùy theo cái size nữa thì mình sẽ có được một cái cây nó vừa theo cái túi tiền của mình. Mình ấn tượng nhất là cái dòng tuyết nha quý cô chú anh chị em. Cái dòng tím tuyết này phải nói là nó hoa xuyên suốt luôn, hoa quanh năm luôn. Nó tàn cái đợt này là nó chưa rớt là nó sẽ ra cái đợt khác rồi. Đây như cây này nè, những cái đợt này cái hoa này nó chưa rụng là nó sẽ đâm một cái nách nữa. Và cái dòng này đặc biệt quý anh chị em mình, khi mà nó tàn á, quý anh chị em mình nó bị xám tro, tại vì nó đeo, nó giữ, nó dai hoa lắm. Đây quý anh chị em mình thấy bức nó không đứt luôn nè. Đó, thì khi mà nó nhú một cái đợt hoa khác á, thì quý anh chị em mình bắt buộc là phải lãi những cái hoa nó bị xám tro như thế này nè. Đó, quý anh chị em mình thấy nó xám tro mà nó dai coi nè. Nên cái dòng này á, thì phải nói là rất là đẹp, cái ưu điểm nó là rất là sai hoa. Và cái nhược điểm của nó là khi mà hoa tàn nó không rụng thì nó sẽ thành xám tro. Nên từ đó quý cô bác anh chị em mình chê là do cái màu nó bị xám tro, nó xấu khi mà hoa nó tàn. Còn đối với những cái dòng khác á, thì đặc biệt cái dòng thái á, thì nó rất là dễ rụng nha. Nó gặp một cái đám mưa lớn thôi là nó sẽ rớt hoa. Đó, một cái khu vườn phải nói cực kỳ. Mình sẽ đi lên đầu trên nha quý anh chị em, tạo nên một cái cây dù như thế này thì phải nói nhà vườn cần có một cái nguồn phôi dồi dào, nuôi từ trước một cốt hết
nói với cô chú anh chị mình thấy nè, dăm một cái hôm xuống là khi mà cái giấy Mỹ á, là người ta sẽ cắt cái hôm là lúc nó còn nhỏ xíu vậy nè, người ta dăm xuống, người ta cắt dài thì người ta sẽ dăm lên là nó thành một cốt thôi. Vườn này nói chung là đứng ở dưới là không quay được, giải quyết của chú anh chị em chỉ quay cái bìa thôi, chứ còn đối với những cái cây ở trong sâu trong đó là mình đi vô đó là mình quay không, nó không có rõ cho quý cô bác anh chị em mình xem được. Đây là sakura phất hồng, dòng này thì cánh hoa to và cái ưu điểm nó sẽ đổi màu nha, khi mà mới nở thì nó sẽ trắng xanh như thế này, và hoa già thì nó sẽ đổi thành cái màu hồng, phải nói là rất là ngọt luôn, phất hồng sakura. À, quý cô bác anh chị em mình thấy à, cực kỳ đẹp luôn. Thì sẵn dịp hôm nay cái vườn này nó đang phun sắc như thế này thì gửi tới quý cô chú anh chị em mình xem ha. Thì cái vườn này mình cũng đã từng làm clip giao lưu tại gửi tới quý cô chú anh chị em mình nha, trên kênh là những cái clip của anh Văn Phủ nha, anh đã giao lưu. Thì vườn thì phải nói rất là đẹp luôn. Đây quý anh chị em mình thấy thích nhất là những cái cây thái nha, dòng thái này khi mà nó hoa nó ra rồi quý anh chị em mình chăm đúng nó mập như thế này nè, cái thật nó muốn bằng ngón tay út luôn quý cô chú anh chị em đó. Thì trong những cái dòng củ sắc là biết quý cô chú biết sao mà không có thể thay thế không, tại là do nó chung một cái dòng lá, chung một cái ngày hoa nên không có dòng nào mà thay thế được. Những cái dòng khác thì quý anh chị em mình thấy những cái màu á thì giống như dòng lửa đi, hồng lửa với những cái dòng khác thì nó sẽ khác, nó sẽ na ná thôi, nó không giống. Nhưng mà cái dòng ngũ sắc này phải nói là nó là trời sinh ra là nó là một họ, nên nó không có thể nào mà thay thế được quý anh chị em. Quá trời luôn. Thấy không, bên kia cô chú anh chị em thấy cây này nó cao nè, cây này thì cao cũng tầm khoảng 2m2 nha. Đó, vô khung dù sẵn hết trơn, bệnh nó thành thạo hết rồi. Đó. Đây, vườn thì đang nhập về một cái lô phôi, quý cô chú anh chị em mình thấy có 102 luôn. Nói chung là sổ đế cao và cái lô này rất là nhiều. Đây. Cũng đang nhập về để làm một cái mẫu mới, nhưng mà chưa biết là mẫu gì. Thì hôm nay mình đến vườn thì mình có dịp mình chia sẻ quý cô bác anh chị em mình xem thôi. Đây, số lượng nè. Thì phôi quý anh chị em mình thấy khi mình dâm về thì mình chuẩn bị nguồn phôi thì mình vô chậu lại thì nó sẽ ra mầm như thế này, và nó bắn mầm như thế này thì quý cô bác anh chị em mình đã ghép được rồi, mình cắt mình ghép thôi, mình muốn ghép tới chấn nào thì mình cắt thôi. Đó, lô này số lượng à cực kỳ luôn, và để ôm rất là quái á. Lô này mà quánh lên cái phơm tàn tròn ở trên, mình vô cái phơm đây nè, mình ghép 5 màu siêu bông thì cực kỳ luôn quý anh chị em, mình quánh cái tàn nón hoặc là tàn tròn thôi, thì giống như những cái mẫu ở Bến Tre. Đó, đây là một cái vườn dù phải nói là lớn nhất về cái số lượng ở làng hoa giấy Tân Dương, một cái làng hoa giấy còn non trẻ so với Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Thì trong những vài năm nay thì do cái thị trường nó quá là chuộng về cái dòng hoa giấy á, những cái dòng mới, những cái dòng đang thịnh hành, thì làng hoa giấy Tân Dương đang phát triển. Và làng hoa giấy Tân Dương thì có một cái ưu điểm, đó là ba tại chỗ quý anh chị em. Phôi thì trồng tại chỗ, cung cấp ra ngoài và làm tại chỗ và bán tại chỗ, nó là ba tại chỗ của làng hoa giấy Tân Dương. Là khi mà mình làm cái gì thì mình sản xuất tại chỗ, mình kinh doanh tại chỗ, thì đó là một cái ưu điểm của những cái làng hoa. Còn ở tỉnh Bến Tre thì nói chung thì không được ba tại chỗ, nguồn phôi thì phải nhập từ Tân Dương này. Tân Dương này do đất ruộng người ta trồng cái nguồn phôi rất là nhiều để cung ứng ra toàn thị trường. Đó, thì Bến Tre thì nói chung là cái sản xuất về cái tính kỹ thuật thì khá là ok, không nơi nào bằng. Nhưng mà ở Tân Dương này thì ba tại chỗ đó là phôi tại chỗ anh chị em. Đây là những cái nguồn phôi người ta trồng tại chỗ, khi mà người ta nhổ người ta đem lên thì người ta sẽ sản xuất thôi, sản xuất tại chỗ và bán tại chỗ luôn. Tại chỗ là người ta không đem đi những nơi khác, người ta bán quanh năm. Còn Bến Tre thì sau khi Tết thì bán tại chỗ một số, còn một số người ta sẽ vận chuyển đi những cái địa điểm khác giống như là chợ hoa đó. Thì đây là ba tại chỗ đặc điểm rất là tinh tế của Tân Dương, huyện Lai Dung, một cái làng hoa giấy đang đà phát triển và một cái làng hoa giấy còn non so với Bến Tre, là do mới phát triển đây quý cô chú anh chị em. Rồi thì một cái clip ngắn cũng không quá dài để gửi tới quý cô bác anh chị em mình xem tham khảo nha.
Thì Pháp Thái TV cũng kính chúc quý cô bác anh chị em mình trên kênh thật là nhiều sức khỏe, may mắn, và nhớ ủng hộ like, đăng ký kênh cho Pháp Thái nha, để mình tiếp tục ra những clip giao lưu và chia sẻ như thế này để cô bác anh chị em mình xem tham khảo, thư giãn mỗi khi mà mình đam mê cái nguồn hoa kiển nha. Cũng rất là cảm ơn rất là nhiều nha quý cô bác anh chị em.